Người dùng Internet tại Việt Nam hiện nay có độ tuổi rất đa dạng, với hơn 68 triệu người sử dụng Internet với các thiết bị khác nhau. Việt Nam nằm trong top các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất về tốc độ phổ cập Internet. Người dùng Internet Việt Nam có độ tuổi trung bình từ 13 đến 64, kéo dài từ lứa tuổi thanh niên tới trung niên. Với số lượng lớn và tốc độ phát triển nhanh, không phải người dùng nào ở Việt Nam cũng trang bị cho mình những kiến thức sử dụng Internet đúng cách và an toàn. Chính vì vậy, những hình thức lừa đảo trên Internet được phát triển ngày một tinh vi hơn. Những mạng lưới lừa đảo có hệ thống, một đường link lạ, hoặc từ một email của người quen, những việc này đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, và bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân. Trong thời đại số, trên môi trường số, người dùng cần trang bị cho bản thân những kiến thức nhất định. Hạ tầng số của chúng ta đang phát triển từng ngày, nhưng để sử dụng đúng cách, an toàn và hiệu quả, người dùng cần có những kỹ năng số nhất định. Vì Việt Nam số được Cốc Cốc ra đời nhằm hưởng ứng mục tiêu về phát triển xã hội số của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Mẹ có nghi bố của bố. Mẹ nghi bố có. Những tình huống hài hước liên quan đến việc sử dụng Internet không đúng cách. Những kiến thức hướng dẫn sử dụng được thể hiện dễ hiểu nhất. Khán giả sẽ được tìm hiểu về chủ đề như công cụ tìm kiếm, trình duyệt, sử dụng mạng xã hội đúng cách, học tập, làm việc, mua sắm trên Internet, cách nhận biết tin giả, an toàn thông tin cho trẻ em. Cùng theo dõi trên bản tin 24 giờ công nghệ vào 22 giờ 30 thứ ba hàng tuần trên VTV1 và ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.